身边的人说不可以流泪，在我成熟了以后对镜子说我不可以后悔，在一个范围不停地徘徊，心在生命线上不断地轮回，人在日日夜夜撑着面具睡，我心里憔悴。明明流泪的时候却忘了眼睛怎样去流泪，明明后悔的时候却忘了心里怎样去后悔，无形的压力压得我好累，开始觉得呼吸有一点难为，开始慢慢卸下防卫，慢慢后悔，慢慢流泪。男人哭吧哭吧哭吧不是罪，太爱强的人也有权利去疲惫，微笑背后都只是心碎，做人何必撑得那么狼狈。男人哭吧哭吧哭吧不是罪，尝尝破灭已久眼泪的滋味，就算下雨也是一种缘，不如好好把握这个机会痛哭一回。Tôi hả? Tôi có chút gì cần anh giúp. Sao ngủ vậy? Tôi cũng có chuyện muốn nhờ cô giúp. Anh nói trước. Thật ra cũng không phải chuyện gì. Tôi muốn nghe ý kiến của cô. Về phương diện nào? Tình yêu hay sự nghiệp? Cả hai đều không phải. Nhưng mà quan hệ tán mạng gần đây. Tôi rất hứng thú. Anh nói đi. Không biết cô có phát hiện những vụ án xảy ra gần đây, trước khi nạn nhân bị chết, đều có hiện tượng rối loạn tâm thần. Hơn nữa, bọn họ đều có một điểm giống nhau. Họ không phải bị mưu sát. Tất cả họ đều tự sát. Phải ha, sao tôi lại không để ý tới. Ông chủ Lâm và Phú Hộ Chương đều là tự sát. Còn có Dương Hóa Học. Anh cũng chết vì ảo tưởng của mình. Sự thật, Dương Quy Sinh cũng vậy. Tuy là bây giờ ông ta chưa chết,
nhưng căn cứ theo tình hình của ông hiện giờ, có lẽ ông sẽ đi theo dấu chân của hai người trước, bị chết bất ngờ. Tôi phát hiện ở trong mấy người này, không kể Dương Háo Học, đều có một điểm rất giống nhau, tức là trước kia họ đều làm lính, hơn nữa đều ở chung một trại. Lúc đó thì ba đi lính. Không những vậy, nguyên nhân mà họ bị bệnh đều có liên quan tới con dơi. Con đó không phải là con dơi. Con dơi đâu có to lớn như vậy, trừ phi là nó đã biến chủng. Tôi đã nghiên cứu rồi, tất cả những người này đều bị dơi cắn. Nhưng mà tôi không thể tổng hợp thành một câu chuyện trọn vẹn. Để tôi nghĩ. Lúc đó thì tụi ba còn nhỏ không biết gì, đã làm một việc không đáng làm. Chắc là họ đã làm một chuyện tội ác ở trong quân ngũ, nên có người nuôi dơi để mà báo thù. Có người vì muốn trả thù mới tạo ra loại dơi này. Thật là ly kỳ và phức tạp. Nếu như không nói tới bối cảnh của họ và chỉ quan sát theo mỗi câu chuyện, thì những người này hình như đã gặp được quái vật rất ly kỳ. Sau khi bị nó cắn thì tâm thần rối loạn, sau đó không chịu được nổi rồi mới tự sát. Anh nói vậy cũng có lý. Chuyện này cô nghĩ mình có nên nói với giáo sư Bạch không? Giáo sư Bạch thường suy nghĩ khác với người ta, sẽ có một quan điểm thứ ba. Hôm nào gặp ảnh tôi nói cho anh biết. Ủa, sao hôm nay em rảnh vậy đứng đây nói chuyện với tôi? Không đi chơi với cô dâu à? Không cần phải tối ngày đi theo cổ chứ. Anh thiệt là không biết điều. Bây giờ nhà của cô dâu xảy ra quá nhiều chuyện, cổ cần có người khuyên. Chứ dù là anh không biết khuyên giải cổ thế nào, cũng phải bên cạnh của cổ chứ. Cổ rất cần có anh ở bên cạnh cổ. Thì để coi tình hình đi. Phải rồi, cô có chuyện gì kiếm tôi? Xem chút tôi đã quên. Tôi biết anh vẽ tranh giỏi lắm. Có thể nói là tạm được. Nếu cho anh biết đặc điểm của một người, anh có thể hình dung ra để vẽ họ hay không? Nếu cô tả rõ chút thì không thành vấn đề. Giác quan thứ sáu của tôi thường hay thấy hình dáng của một người, nhưng lần nào cũng không có được rõ mặt. Có khi chỉ qua thấy con mắt, đôi khi thấy cái mũi, có khi thì thấy cái miệng. Tôi có thể vẽ thử, nếu không giống thì có thể sửa lại. Người này là ai? Hung thủ giết người. Tôi định lấy giấy bút. Dẫn tôi lên trên này làm gì? Tôi với Háo Học rất thích đứng chỗ này xem phong cảnh. Tôi với nó đã thảo luận rất nhiều vấn đề học thuật ở đây. Đâu có thể như vậy. Anh của tôi chỉ thích ngủ, đâu có thích nghiên cứu học thuật gì đâu. Cô thật là rất hiểu biết anh ta ha. Anh của tôi rất thích chỗ này phải không? Phải rồi. Nó nói ở chỗ này rất cao, có thể nhìn xa. Nó là một người chỉ đeo đuổi những chuyện không thực tế. Điểm này tôi cũng biết rồi. Nhưng mà nó là một người tốt. Tôi nói cho cô biết, đối với cô tôi có một yêu cầu nghiêm khắc. Tôi làm như vậy là muốn cho cô tốt thôi, không muốn cô đạp theo dấu chân của anh cô. Cô hiểu không? Tôi không sợ cực khổ. Vậy thì tốt. Anh tôi nói giáo sư biết đủ thứ, có phải vậy không? Cô khờ thiệt đó. Có thứ thì tôi biết, có thứ thì tôi không biết. Đâu có ai có thể biết tất cả đâu. Nếu vậy, tôi có thể hỏi giáo sư một vấn đề không? Cô nói nghe coi. Ở bờ ao có một con chim. Hình dáng của nó cũng giống như là con bạch lộ. Anh biết tại sao nó thích đứng một chân hay không? Nó đang nghỉ ngơi đó. Vậy tại sao nó không co hai cái chân lên? Đúng, thì té xuống rồi. Wow, giáo sư thật là thông minh. Anh đã nói không sai. Cái gì giáo sư cũng biết hết. Đừng có định, cô đã thử thách tôi. Bây giờ đến phiên tôi thử thách cô. Anh nói đi. Có một người già cả đã 70-80 tuổi rồi, nhưng ông ta có thể dùng răng cắn cái lỗ tai của mình. Đâu có thể nào cắn được. Cô nghe cho rõ lời tôi nói đi.
ông có thể dùng răng cắn cái lỗ tai của mình. À, hàm răng của ông ta là răng giả, ông ta lấy hàm răng cắn lỗ tai của mình. Cô thông minh và phản ứng nhanh hơn Háo Học gấp 10 lần. Nếu còn có anh tôi ở đây thì tốt biết bao. Tôi còn nhớ khi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi thường hay chơi trò đố nhau. À, anh có muốn tiếp tục đố nữa không? Có giỏi thì đố đi, tôi sợ cô sao? À, có ba cái động tác có thể để một con voi to tướng vào trong nhà. Động tác đó là gì? Câu đố này chơi hồi còn nhỏ phải không? Phải. Đơn giản như vậy mà cô lại lấy ra đố tôi. Được rồi, cô nghe. Để tôi suy nghĩ lại cái đã. Tôi suy nghĩ một lát thì được rồi. À, thôi bây giờ như vậy đi. Ăn cơm rồi mới suy nghĩ được. Ê, bác sĩ Diệp. Ừ, có chuyện gì? Anh đi từng phòng hả? À, có thể nói như vậy. Tôi đi chung được không? Ờ, được. Cô nhận thấy thế nào? Chắc phải cưa bỏ. Cô hãy nói tình hình của mình nhân cho họ nghe đi. Ừ. Em cảm thấy thế nào? Còn đau. Sao còn đau vậy? Vì dây cuộn của bình tiêu đường đã lan xuống dưới chân, xâm nhập thứ thịt ở dưới chân. Cô đừng lải nhải nữa, làm sao cái chân này mới khỏi đâu? Phải cưa bỏ nó đi. Cô nói cái gì? Nếu muốn sau này khỏi phải đau thì chỉ dùng cách này mà thôi. Vậy mới có thể cản được dây cuộn lan truyền. Cưa chân đâu? Tôi không cưa chân, tôi không làm phẫu thuật. Cô nghe rõ chưa? Không cưa được. Bằng cách nào cũng phải cưa, nếu không cô sẽ bị mất mạng. Tôi chẳng thà chết chứ không chịu cưa chân đâu. Tôi không có cho cưa chân. Cô nghĩ cách khác đi, nếu không tôi sẽ đốt cái bệnh viện này bây giờ. Ở Thượng Hải có ai mà không biết thằng đối khuyết tử này nói như đinh đóng cột? Chúng tôi có thể chích thuốc giảm đau. Sau đó khoảng 2-3 tiếng đồng hồ, khi thuốc tan thì cổ vẫn đau như cũ, có lẽ còn đau hơn. Bây giờ cô chịu đựng được thì cứ tiếp tục, cùng lắm chỉ là 10 ngày. Sau 10 ngày chắc chắn sẽ càng nghiêm trọng hơn, có lẽ sẽ đau đến bắp đùi. Chừng đó kêu làm giải phẫu chúng tôi cũng không dám nhận. Cô còn nói. Các người muốn gì? Các người muốn gì? Tôi đã nói phương pháp trị bệnh rồi. Nếu muốn cô chừng thì ở lại đây, không muốn cô chừng thì lập tức ra khỏi chỗ này. Nếu các người muốn đốt bệnh viện này, mau nói cho tôi biết đi, để giúp tôi chở bệnh nhân ra khỏi đây. Thế nào, có giải phẫu hay không? Nếu không thì sẽ muộn đó. Làm đi. Hồi nãy cô biểu hiện rất tốt. Mà là của anh. Lấy giấy này ra ngoài đóng tiền đi. Tại sao mắc vậy? Sau 2 tiếng đồng hồ thì làm phẫu thuật. Anh làm gì hình như thiếu đạo đức. Thiếu đạo đức gì? Sao mắc quá vậy? Cô biết tụi nó kiếm tiền như thế nào không? Là một vấn đề khác. Đối với tôi cũng là chung một vấn đề. Tiền của tụi nó đều là tiền bất lương, cho nên tôi lấy tiền của tụi nó chi phí cho bệnh viện, không phải là làm phước sao? Nhưng... Thôi được rồi, cô đừng có nói nữa. Tụi nó không lát cho cô nói đâu. Có lẽ anh nói đúng. Cô nói là người đó sao? Phải. Ây dạ, người đó thì là rất tệ. Tôi thì không ngờ. Làm ơn lấy bia cho tôi. Ba cái cô này hợp lại nhau giống như cái chợ, nói điếc con gáy của người ta luôn. Để anh mập, tôi nói cho anh biết, đừng có đắc tội với phụ nữ nhờ. Đừng có cầm cái quạt quơ quơ của chừng rách trúng mặt tôi đó. Tôi kiếm ăn trong cậy vào nó đó. Gương mặt của anh như vậy, còn trong cậy nó đi kiếm ăn. Tôi là hoàng tử lý tưởng trong số những người mập đây nè. Cô không biết hay sao? Thiệt. Thiệt đó. Chào cô chủ. À, anh mới tới hả? Kiếm chỗ ngồi đi. Ngồi xuống. À, chút nữa tôi tới. Cô đi đi. Người ta đến tìm cô chủ mà. Tôi kêu cô đi chiếu cố người ta. À, biết rồi. Đứng lại. Hả, cái gì? Tiếp đãi như thường lệ thì được rồi. Cô hỏi người ta uống gì rồi giang ra. Người ta hỏi gì cô đừng trả lời. Nếu người ta nói tục tiểu thì đúng người ta. Còn có tôi đây nè, cô đừng sợ. À. Anh ghen hả Phi Phi? Cô đừng gọi như vậy nữa, tôi chịu không nổi đâu đó. Giáo sư,
Hai vợ có uống cà phê hay không? Thôi khỏi. Thôi khỏi. Tôi lập tức đi liền. Sao đi nhanh vậy? Vừa rồi tôi định đi bệnh viện, nhưng mà Lạc Tân anh đòi tới đây. Anh không phải là bộ hạ của anh sao? Thường thường hay rời anh ta mà. Không phải đến nhau rồi chứ? Hồi trước cho chút ít bài học, còn tối nữa tôi cho anh biết tay đó. Tôi lấy rượu cho anh uống. Rót hai ly rượu cho tôi. Giáo sư Bạch, chuyện là gì? Tôi muốn anh đi với tôi tới bệnh viện có được không? Đi thăm Dư tiên sinh. Bệnh của ông càng ngày càng nghiêm trọng. Tôi nghĩ là nếu anh tới đó sẽ có ích. Đi thì tôi vẫn muốn đi, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy không được yên lòng. Vậy anh nói nghe coi. Anh đi không? Chờ chút đi. Không nói gì hết. Có phải không muốn nói không? Bất quyền. Lại đây. Có chuyện gì? Cô có chuyện giúp tôi không? Giúp cái gì? Bây giờ tôi tạm rời khỏi nơi đây. Cô giúp tôi coi chừng thằng đó, đừng để nó phá sự mẫu. Đâu phải vậy. Anh ta muốn phá sự mẫu chỉ bằng khói nhựa tôi trước. Hy sinh cô hả? Tôi tự nguyện mà. Như vậy thì cũng ok. Cô ngoan như vậy, khi tôi trở về sẽ mua kẹo cho cô ăn. Cảm ơn nha. Giáo sư, mình đi được chưa? Hả? Được. Chúng ta đi. Chúng ta đi. Được. Chúng ta đi hả? Bệnh tình của ổng chỉ càng ngày càng kém, sức khỏe càng ngày càng yếu, trí nhớ lại sút kém, thường hay nằm ác mộng. Bác Diêu, các anh không thể hỏi được cái gì đâu, vì ổng nhận không biết ra các anh. Còn chưa tìm được nguyên nhân à? Đã quá nghiệm máu của ổng, trong máu có chứa thứ vi khuẩn không biết tên là gì. Chúng tôi lại không có tài liệu về bệnh này. Bác sĩ Diệp đã gọi qua anh Quốc để hỏi rồi, nhưng mà tới nay vẫn chưa có tin tức. Ông nói cái gì? Wow, như vậy đó. Mấy hôm trước còn nghe ông nói cái gì giết tôi đi, tôi khổ sở lắm. Nhưng mấy hôm nay thì nói như vậy, không biết ông muốn nói cái gì. Tại sao cái gì chỗ này? Bác sĩ Diệp, giáo sư Bạch và anh Trung Đạo nói là muốn tới đây tìm hiểu tình hình của ông Diêu. Ở đây là phòng bệnh đặc biệt. Ông Diêu cảm nhiễm virus không biết tên, rất có thể truyền nhiễm cho người khác. Tụi anh không sợ sao? Được rồi, bây giờ mời các người ra ngoài. Có chuyện gì xin đến văn phòng của tôi. Tôi dẫn hành đi. Cảm ơn. Chuyện hồi nãy tôi hy vọng sau này đừng có xảy ra nữa. Tụi anh có trách nhiệm của tụi anh, chúng tôi cũng có trách nhiệm của chúng tôi. Bệnh nhân đã an toàn ở trong bệnh viện, đó là một trong những trách nhiệm quan trọng của chúng tôi. Dù cho tụi anh có muốn điều tra, cũng phải thông báo cho chúng tôi biết chứ. Xin lỗi anh. Xin lỗi gì bác sĩ, chuyện này cũng là tại tôi, là tôi đã dẫn họ vô thăm dì quê sinh. Xin hỏi các anh muốn biết cái gì đây? Tôi chỉ muốn biết bệnh tình của Dư tiên sinh được thuyên giảm hay là càng nghiêm trọng hơn. Bệnh tình của ổng thấy càng nghiêm trọng. Lúc này tôi thường hay quan sát bệnh tình của ông Diêu. Sức khỏe của ổng càng ngày càng yếu, ngoài ra còn thiếu thốn rất nhiều dinh dưỡng, lại không chịu ăn uống. Tôi đã kiểm tra dạ dày của ổng, thấy vết dạ dày của ổng rất là dày, phần dịch dạ dày đã biến đổi. Như vậy thì sao? Ổng đã trở thành như thế nào hả? Trở thành chỉ thích hợp ăn thịt sống. Loài người là động vật tạp thực, cái gì cũng ăn hết. Sau khi trải qua bao nhiêu năm tiến hóa, thì bộ tiêu hóa của loài người đã thích hợp ăn những loại thịt đã nấu chín. Ý của anh là ông trở thành dã thú ăn thịt sống hả? Có khuynh hướng như vậy. Hàm răng của động vật ăn thịt sống có chỗ khác với hàm răng của loài người. Vậy hàm răng có gì biến đổi hay không? Hiển nhiên là cặp răng nanh của ông bây giờ đã dài và nhọn. Có biết tại sao hay không? Tôi không biết. Có lẽ bị nhiễm thứ virus không biết tên. Có phải ổng sau khi bị dơi cắn mới trở thành như vậy hay không? Bởi vì tôi tin rằng loại dơi đó đã biến chủng rồi. Bởi vì thì đa số thì dơi không có ăn thịt, chỉ có thiểu số thôi. Cho nên nó biến chủng thì chỉ có mấy nguyên nhân. Hoặc giả là nó có bệnh, có khi bởi vì hoàn cảnh khác nhau. Còn có con biến thành chuyên môn hút máu động vật nữa. Đối với dơi anh cũng rất có nghiên cứu hả? Bởi vì dạo này tôi chuyên nghiên cứu về loại dơi. Bác sĩ Diệp, thì anh thấy Diêu Quy Sinh có bị dơi cắn hay không? Tôi có xem bản báo cáo của nhân viên y vụ. Tôi nhớ họ không có nói ông bị thương. Phải rồi, không có. Không phải đâu. Tôi thấy ông nằm quá lâu, khi tôi lật mình giùm cho ổng, hình như thấy ở dưới chân tóc của ổng có vết thương.
Lại là dơi nữa. Để tôi nghiệm máu giùm cho ông Diêu, coi có gì lạ không. Như Hồng, lát nữa cô đến giúp tôi nha. Giáo sư Bạch, chừng nào anh được rảnh, mình cùng thảo luận nha. Được, tôi rất thích thảo luận với người ta. Vậy tôi làm sao kiếm anh đây? Lát tôi viết địa chỉ. Như vậy thì được rồi. Tôi không làm việc cái gì nữa, tôi phải trở về kiếm tài liệu. Sao anh lại tới đây? Diêu dâu, các người nói chuyện với nhau đi, tôi đi nghe. Tôi đi nghe. Tôi tiễn anh. Xin lỗi. Anh đến thăm ba tôi phải không? Đúng rồi. Vậy bây giờ anh có rảnh không? Được rảnh. Tụi mình ra ngoài nói chuyện nha. Ờ được. Tại sao anh đến bệnh viện mà không nói cho em biết? Đến phút sau cùng anh mới quyết định đi. Anh đã quyết định rồi cũng có thể nói cho em biết mà. Em là bạn gái của anh đó. Em là bạn gái của anh cũng chưa chắc bất cứ chuyện gì cũng phải nói cho em biết mà. Anh nói như vậy có nghĩa là gì đây? Cũng không có nghĩa gì. Không nghĩa gì khác, sao anh lại nói như lời như vậy? Có phải anh có chuyện gì giấu em không? Anh đâu có chuyện gì cần phải giấu em. Nếu không có chuyện gì giấu giếm em thì tốt. Nếu có thì thế nào anh cũng phải nói cho em biết. Đừng nghĩ bậy bạ nữa. Em không có nghĩ bậy bạ. Anh thường hay nói anh bận rộn, nhưng mà anh lại có thể đến bệnh viện. Anh tới bệnh viện là vì có việc làm, không phải tới chơi đâu. Anh nói như vậy tức là công tác của anh còn quan trọng hơn em nữa, có phải như vậy không? Vậy thì anh nói đi. Không phải đâu, Diêu Dao à. Té ra anh đang lừa gạt em, còn em thì cứ tin cậy nơi anh. Diêu Dao. Anh có biết là em đau khổ như thế nào không? Mà em đang có chuyện như vậy, em không biết phải làm như thế nào. Em rất muốn anh an ủi em, nhưng mà em sợ quấy nhiễu anh, không dám đi kiếm anh. Diêu Dao à, đừng có khóc nữa mà. Chỗ này là bệnh viện đó. Đừng khóc nữa nha. Diêu Dao. Diêu Dao à. Nhờ hai người làm gì đây? Có chuyện gì? Nè Diêu Dao, theo tôi, mau lên. Anh cũng vậy, theo tôi. Nè, cái chỗ này đẹp lắm. Hai người đừng có gây nó nhờ, ảnh hưởng tới phong cảnh đẹp đó. Ăn ngủ cổ đi. Tôi có phải rất đáng ghét không? Không phải. Rất phiền hả? Cũng không phải. Như vậy thì sao anh cứ tránh tôi? Anh đâu có tránh em. Tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa. Nếu tôi tiếp tục như vậy thì tôi cũng cảm thấy tôi rất đáng ghét. Chia tay nhau có được không? Anh trả lời đi. Chia tay nhau có được không? Để đôi bên được bình tĩnh lại. Anh nhận thấy em nói rất đúng. Nếu bình tĩnh lại sẽ có lợi cho đôi bên. Anh nói cái gì? Thế ra anh đã muốn chia tay với tôi. Là em nêu ra mà. Anh đang hiếp tôi. Anh đang hiếp em cái gì? Sao em nói chuyện ngang ngược quá vậy? Hai người lại có chuyện gì đây? Lại cãi nhau nữa à? Như Dâu à, có sao hay không? Hồi nãy tôi muốn ấm thử lòng ảnh, tôi mới nói chia tay với ảnh. Không ngờ ảnh lập tức hận ứng liền. Sao ảnh cười vậy? Tôi làm sao mà biết. Như Dâu, anh đi về đi, tôi không muốn gặp anh nữa. Anh được biết em thử lòng anh. Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe. Anh đi về đi, mau lên, đi đi. Đừng có khóc nữa, anh đã đi rồi. Thế là anh ta không phải thật lòng yêu tôi đâu. Đừng có nghĩ bậy. Tôi không nghĩ bậy. Hồi nãy tôi chỉ thử là thử được rồi. Nếu như anh thiệt lòng thương yêu tôi, tại sao tôi chỉ nói chia tay nhau thì anh ta liền hưởng ứng theo? Tại vì anh khờ. Cô không cần nói giúp nhiều cho ảnh. Tôi đâu có giúp ảnh. Cô nghĩ coi, cô cặp với ảnh bấy lâu, cô đã biết ảnh là người ngây ngô như khúc gỗ. Anh nói và làm không có biết tùy cơ ứng biến, thường hay đắc tội với người ta. Anh đâu có biết là cô thử lòng ảnh, ảnh lại không biết ăn uống người ta. Nghe cô nói chia tay thì anh thấy bối rối. Một khi mà con người bối rối thì hãy nói bậy nói bạ, có phải hay không?
vậy sao? Thiệt mà, hình như cô hiểu biết anh ta hơn là tôi. Người trong cuộc thì mù quáng, người bên ngoài thì sáng sủa. Hơn nữa gia đình cô lại xảy ra quá nhiều chuyện, công tác của ảnh thì lại bị đình chỉ. Hai người tâm trạng không tốt thì đương nhiên là dễ gây gỗ. Được rồi, đừng có nghĩ bậy, đã được trở lại bình thường. Như Hồng. Chuyện gì? Chứng bệnh của cha cô tôi đã nghiệm ra rồi. Hả? Nè, đi theo tôi. Ờ. Cô qua đi xem. Ở đây có hai mẫu máu. Cô xem mẫu này trước. Đây là mẫu máu của Dư Quy Sinh. Ý, cái điểm đen này là... là virus. Sau khi bị dơi cắn thì có bệnh độc này. Gì vậy? Cô xem mẫu này. Tôi cũng thấy có điểm đen, là máu của Dư Hoa Sinh à? Đây là mẫu máu của cha cô đó. Hả? Cho nên cô mau đưa ông ta đến đây. Bệnh của ba tôi đâu có giống như bệnh của ông Dư Hoa Sinh. Vì vậy cho nên tôi muốn kiểm tra một lần. Tôi đi liền. Ừ. Chị đã thử máu của bà, nói là ba bị bệnh sốc nặng, mau tới bệnh viện. Bộ ba bị bệnh nặng lắm sao? Đừng có hù ba. Bà, bác sĩ nói bệnh của ba không thể kéo dài. Thôi được, ngày mai ba đi với con, coi thử ba bị bệnh gì. Ba cũng không biết tại sao lại có chứng bệnh này. Vậy bây giờ chúng ta đi đi. Bây giờ không được đâu, cây đàn này sắp làm xong rồi. Hôm nay không có thể nào đi được. Hứa Dinh Dương này đã làm hết cả đời. Đàn này là một cây đàn tốt nhất. Bà, bây giờ chúng ta phải đi ngay, càng sớm càng tốt. Hôm nay tuyệt đối đi không được. Ba bị bệnh nhẹ thôi đâu có gì đâu. Nếu mà hôm nay ba làm không được cái đàn này thì ba sống trên đời này có ích gì nữa. Ba bị bệnh nhẹ như vậy đâu có đáng gì đâu. Đi đâu mất rồi hả? Tôi kêu cô trông chừng đó mà, cô đi đâu mất vậy? Tôi đi ngủ. Kêu cô trông chừng mà tại sao cô đi ngủ? Cô kính trọng tôi như vậy hả? Lạc Tần đâu? Anh ta đi rồi tôi mới đi ngủ. Sư phụ đừng lo. Nó có làm gì với sư mẫu không? Làm gì? Cô có thấy thì mắt dâm đảng của nó không? Nó có liếc nhìn sư mẫu hay không? Tôi không thấy. Vậy có đi nói chuyện với sư mẫu không? Tôi cũng không thấy. Cái gì cũng không có thấy, bọn cô ngồi đó nhắm mắt lại à? Không hỏi cô thì không có gì, nhưng sau khi hỏi lòng tôi rất hỗn loạn nè.
Cái gì? Tôi muốn hỏi sư phụ một chuyện. Chuyện gì? Tại sao sư phụ không tỏ lòng với sư mẫu? Tỏ lòng dạ gì? Lòng dạ thương yêu sư mẫu. Sư phụ như vậy không có được đâu. Sư phụ không dám nói, để tôi nói giùm nha. Cô muốn giúp anh ta cái gì? Bất Quyền muốn nói cái gì giùm anh đi. Không, đâu có gì. Tôi muốn kêu Bất Quyền, kêu tôi, kêu cô, kêu tôi gì đó. Anh muốn nói gì đây? Tôi muốn cà phê thì để tôi nói được rồi. Cần gì kêu nó giúp tôi phải không? Ê, sao anh bịt miệng nó? Hồi nãy tôi tưởng tôi chống tay lên vách tường. Cô không sao chứ? Đi làm việc đi. Đi làm việc đi. Còn muốn uống cà phê hay không? Uống chứ. Vậy thì vô trong phòng của tôi đi. Phòng của tôi có cà phê. Ê, nè nè nè. Tôi có công việc phải làm. Đừng chờ tôi nữa nha. Cái anh mập này lần nào cũng như vậy. Hồi nãy sư phụ bịt miệng của tôi, xem chút là tôi nghẹt thở. Tôi không muốn để cho cô nói bậy bạ. Sư phụ làm vậy có khác gì bịt tai trộm chuông? Bịt tai trộm chuông cái gì? Bịt tai trộm chuông là bịt lỗ tai của mình, tưởng chuông không có nghe len kèn. Sư phụ bịt miệng của tôi như vậy là không muốn cho tôi nói chuyện. Bộ tưởng tôi không biết sao cần gì cô giải thích. Tôi đã điều tra biết rõ hết trơn rồi. Mỗi người ở trong ba bán rượu này, bao gồm Tiểu Mỹ, anh Quang, còn có đầu bếp ở trong bếp và những người khách từng tới đây đều đã biết sư phụ là người rất thân yêu cô chủ đó mà. Không có. Đã có nhiều người ngó thấy còn nói không có. Tất cả đều nhìn lầm rồi. Tất cả đều nhìn lầm rồi. Hey, nếu như nói xì đáng, theo thường lệ một người nhìn lầm còn có thể thành lập được. Nhưng mà có cả đống người nhận định thì làm sao mà nói mình nhìn lầm. Sư phụ không nói không có nghĩa là không thương yêu cô chủ. Sư phụ có làm như vậy thì cô chủ sẽ bỏ đi đó. Còn có thể đi đâu chứ? Sẽ đi vào trong lòng người đàn ông khác. Ây à, tôi sợ quá. Sư phụ không nên suy nghĩ như vậy đâu. Cổ trẻ tuổi xinh đẹp, bây giờ còn ở lại đây là chưa gặp được đối tượng. Không phải, phải nói là còn chưa gặp được người đàn ông tốt hơn sư phụ. Nhưng sau cùng này thì thật ra rất khó nói. Chờ đến lúc đó thì tất cả đều muộn. Phụ nữ chung quy phải có một nơi để nương tựa. Nè, nếu sư phụ biết được như vậy thì phải mau mau đi nói sư mẫu đi. Bất Quyền tôi là người như vậy, thấy chuyện gì trái mắt thì tôi rất nóng nảy. Có cần tôi giúp đỡ hay không? Sao sư phụ gọi làm tin vậy? Còn mắc cỡ hơn con gái. Lấp bấp như bắp rang vậy đó. Tôi là sư phụ của cô đây, nói chuyện không biết lớn nhỏ gì hết. Phải rồi, nói về mặt khác sư phụ là sư phụ của tôi. Còn nói về mặt tình yêu thì tôi là thái sư tổ của sư phụ đó. Uống hết rồi thì rớt nữa đi thái sư tổ. Mau lên. Con nhỏ này cứ thèm móc vết thương của mình, móc đến chảy máu mới thôi. Miếng ngọc đó anh đoán có bao nhiêu tiền đây? Tôi không biết. 2000 bạc đó. Vậy à? Vậy cũng mắc nữa. Tất cả yên lặng. Tất cả yên lặng. Cục trưởng có chuyện muốn nói. Tất cả nghe đây. Trong khoảng thời gian mới qua, trong vùng cai quản của chúng ta bị một đám dơi khổng lồ làm cho gà chó cũng không có yên được nữa. Hả? Anh cả của tôi là một đại thương gia lớn nhất vùng này cũng bị tập kích. Vì để bảo vệ an ninh của dân cư ở trong thành này, duy trì trật tự trong xã hội và mọi người được an cư lạc nghiệp, tôi nghĩ các chị ở trong phòng tuần bộ chúng ta nhất định phải dốc toàn lực bắt cho được loại dơi sát thủ này. Có tiền thưởng không đây? Đông. Chúng ta không phải đem hạnh phúc cho lệ dân bá tánh hay sao? Hả? Ế 12 giờ rồi, đi ăn cơm nha. Hả? Đi ăn cơm đi. Nếu như có anh ở đó, anh sẽ cười đau bụng luôn. Dư bác cho người ta đi bắt dời, không ngờ không có ai hưởng ứng. Đám bộ hạ này ổng nuôi dưỡng đó mà. Thiệt đúng là nhân quả báo ứng. Tôi thấy không có gì đáng tức cười. Ngược lại tôi rất thương hại. Tại sao? Anh là đối thủ của Dư bác mà. Đó là vấn đề khác.
Anh nghĩ thì đi, nhân viên chấp hành pháp luật, thấy không có tiền thưởng thì không làm, đâu có khác gì bọn trộm cướp. Còn chuyện gì khác không? Không có. Nếu anh có tin gì báo tôi biết nha. Anh có thể trở về phòng tuần bộ, cần chi phải hỏi tôi nhiều như vậy? Tạm thời tôi không thể trở về phòng tuần bộ. Anh có thể đi hỏi cô Diêu, cô biết tin tức còn nhiều hơn tôi nữa. Tôi đã chia tay với cô rồi. Xin lỗi nha, chuyện này tôi không biết. Đâu có gì. Sau này anh không nói tôi là người giữ thế lực nữa. Anh vì nguyên nhân này mà chia tay với cô? Đương nhiên không. Được rồi, đừng nói chuyện vô ích nữa. Các người điều tra chuyện con dơi có phát triển gì không? Thì vẫn còn như hồi trước, lúc nói chuyện thì đông người, lúc làm việc chỉ có mấy người thôi. Nhiều khi tôi cảm thấy rất là khó hiểu, anh đã không làm ở phòng tuần bộ nữa, tôi nói lại có ác cảm với anh, tại sao anh còn quan tâm như vậy? Đó là vấn đề nguyên tắc. Nguyên tắc của tôi anh không tán thành đâu. Giống như tôi không thể nào tán thành việc làm của anh. Vậy tốt hơn là tôi phải làm thinh. Ê, anh nhất định phải nói chuyện phòng tuần bộ cho tôi biết. Xảy ra chuyện như vậy sao con không nói cho má biết? Chuyện gì? Con khỏi cần nói gạt má nữa. Có phải con đã tự chức thôi làm tuần bộ rồi phải không? Con định sau này mới nói cho má biết. Hì da, con càng ngày càng bướng bỉnh rồi đó nha. Có chuyện quan trọng như vậy con về nhà mà không thương lượng với má. Con không muốn má lo lắng. Sợ má lo lắng, bây giờ không phải càng lo lắng sao? Má à, xin lỗi nha. Sao má biết vậy? À, anh trở về rồi hả? Em tới kiếm anh hay là kiếm má của anh? Em thường đường đến đây thăm bác gái. Hai đứa tụi con có phải cãi nhau không? Má đừng có bận tâm chuyện của tụi con. Má là má của con, má không bận tâm sao được? Con gái với cô Diêu giàu, con còn dám ăn hiếp cổ? Con hiếp cổ hồi nào? Con còn dám chối nữa hả? Diêu giàu đã nói hết tất cả cho má nghe hết rồi. Em đã nói gì với má của anh vậy? Em con còn không mau xin lỗi cổ. Em qua đi. Diêu giàu, cô đừng có sợ, có tội ở đây, trung đạo nó không có dám trái ý của tội đâu. Má của anh đã lớn tuổi rồi, anh không muốn chuyện gì bà cũng phải lo cho anh. Đặc biệt là chuyện với hai đứa mình, không cần nói cho bà biết. Chuyện của hai đứa mình? Hai đứa mình có chuyện gì? Chiều hôm nay không phải mình đã... Chuyện hồi chiều nay đó hả? Chuyện chiều nay là lỗi tại em, anh không nên nổi giận như vậy. Em xin lỗi anh. Đừng có tỏ vẻ như vậy, người ta đã xin lỗi anh rồi mà. Em đã biết, em hôm nay không có nên nổi nóng bậy bạ, không có nên nói chuyện chia tay với anh. Nhưng mà em nói chia tay lại muốn thử lòng của anh. Em muốn anh an ủi em. Anh đừng có biết em nghĩ như vậy. Hồi lúc đó em cũng không biết, sau đó nhờ Như Hồng giải thích cho em nghe, em mới hiểu rõ chuyện này. Anh vốn đang công tác đã bận rộn rồi, có nhiều chuyện đang làm phiền anh. Em là bạn gái của anh, em lại làm cho anh bực bội. Em biết là em đã làm sai rồi, anh đừng có giận em nữa có được không? Hết rồi. Nhưng mà thấy anh như không được vui. Tại sao phải vui? Tại vì tụi mình đã hòa giải với nhau rồi. Huống chi em nói sau khi hai đứa cãi lộn nhau sẽ càng thêm thân mật đó. Ê, người ta đã xin lỗi anh rồi mà, đừng có đứng như khúc gỗ không phản ứng gì hết. Anh không biết phải phản ứng thế nào đi. Em đã biết rồi. Anh ngồi chuyện công tác không biết cái gì hết. Ê, anh là một đại trượng phu, đừng có hẹp lượng được không? Anh đừng có giận em. Thiệt hả? Thiệt. Vậy thì được rồi. Má còn nấu cơm rồi, hay mình đi về đi. Vậy mình đi về. Hai đứa còn chưa hòa giải với nhau hay sao? Tại sao còn chưa hòa giải với nhau? Tụi con nói cái gì? Đã quệ rồi. Đã quệ rồi sao không nói chuyện? Má muốn tụi con nói gì đây? Ăn cơm không nói, đi ngủ không nói mà.
Con bây giờ đã biết cãi lại với má rồi hả? Có phải không? Đâu phải. Hồi nãy nó có xin lỗi cô rồi chưa? Dạ, tụi con nó về rồi. Có phải không? Dạ phải. Trung đạo tụi mình hòa giải rồi phải không? Phải. Má còn không biết gì hết. Hòa với nhau thì tốt rồi. Má yên tâm rồi. Nè, gấp đồ ăn đi. Nè. Má ăn đi. Gấp đồ ăn đi. Cô cũng gấp đi. Nè. Ba gái ăn đi. Cảm ơn. Nè, mình chia nhau ăn ha. Dạ. Hòa giải nhau thì tốt rồi. Dạ đủ rồi. Vậy thì má rất cao hứng. Bữa ăn này tất cả phải ăn cho no nha. Em ăn nhiều chút nha. Ừ. Tài xế đang chờ em kìa. Ừ. Lát nữa em muốn đến bệnh viện để thăm ba của em. Còn anh... Anh đi với em không? Lần sau đi nha. Vậy không được. Anh khỏi cần đưa em. Anh biết. Em đi nha. Ừ. Sao lại gặp anh ở đây? Anh có biết cơ hội gặp nhau ngoài đường là con số không hay không? Phải. Tôi cũng cảm thấy ngẫu nhiên. Cô đi đâu vậy? Không, chỉ đi tản bộ thôi. Ở trong nhà thấy chán quá, tôi định ra đây để hóng gió. Nếu buồn. Nè, đừng nhắc tới. Biết rồi. Còn tưởng gặp anh là may mắn để nói chuyện với nhau khỏi phải buồn bực. Ai ngờ anh lại nóng nảy như vậy. Làm Trinh thì hay hơn. Cô cũng buồn bực hả? Ông bãi nhà buồn muốn chết. Phải nhớ tên hệ thống của mỗi thần kinh. Cái gì hệ thống thần kinh, giáp trạng thần kinh. Làm cho tôi muốn loạn óc rồi đây liền. Trừ trừ thành công. Hai người đang buồn mà gặp nhau thì sẽ càng buồn hơn. Anh nói cũng có lý. Ý, tôi biết một chỗ này không thể làm cho mình buồn. Được, ở đâu? Theo tôi.站在你的背后流泪，你从没看见。
爱你说得多苦你听不见，你把心给谁我就要无所谓，我站在你的背后流泪你从没看见，爱你说得多苦你听不见，你把心给谁我就要失去感觉。